Okay, xin chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho anh em đến một cái siêu phẩm Mission. Thì ai cần những cái skip này thì có thể liên hệ qua Facebook với mình để trao đổi nhé. Thì trước trước mình đã giới thiệu cho các bạn đó là cái băng cơ của GTAV Online và được chuyển thẻ sang server FM. Hôm nay mình sẽ chuyển thẻ thêm đó là nhiệm vụ Mission, nhiệm vụ online. Thì các bạn có thể test trực tiếp tại server của mình. Thì ở đây là băng cơ này, như hôm qua mình đã giới thiệu này, được băng cơ. Còn tất cả những cái hình tin nhắn này, tất cả những cái nhiệm vụ hàng ngày của các bạn nhé, tất cả những cái icon này, go fast mission này. Bây giờ mình thử làm nhiệm vụ nhé. Đây, tất cả những cái hình tin nhắn đều là nhiệm vụ hàng ngày của các bạn nhé. Đây là tất cả những phần thưởng cho các bạn này. 500 đô, 650 đô này. Đây là một trong những cái nhiệm vụ. Tôi không thể review hết nhiệm vụ, mình chỉ review với thôi. Want to hear what?